Xin chào cả nhà nha. Bữa nay thì mình có mớ ruột nè cả nhà. Này ruột già. Đó, bữa nay thì mình làm cái món ruột này mình khìa, mà đặc biệt là mình khìa với cái chai này nha. Cái này là chai Pepsi. Sáng kiếm Coca-Cola mà không có rồi mình lấy Pepsi luôn nha. Lát đây mình khìa với Pepsi. Với bữa nay thì mình ăn với kèm với rau sống. Ở đây có mớ lá cách nè. Này đọt nhái nha, với mấy cái đọt xài. Này bên đây lá cóc. Thì lát mình ăn chung có đậu rồng với dưa leo nữa. Lát mình ăn chung. Đây, để anh khoe này nè ăn. À, đố cả nhà biết cái lá này lá gì nha. Im. Nè, mày có lên nén chưa? Rồi. Rồi đố cả nhà cái lá này lá gì nha. Này lát chừng nào mà khi nào mình khịa chín á, mình tuốt mình cho vô nha, cho nó thơm. Còn cái này thì bây giờ mình cái đây có tỏi với ớt với hành tím á, mình bằm mớ rồi để mình ướp. Với cái ruột này nè là mình làm á, mình làm cho nó sạch thiệt là sạch nha. Mình lọn ở trong rồi mình gỡ ra cho nó sạch á, với là mình rửa lại rồi mình xào xăng nó với nước mắm nữa cho nó khử mùi nữa nha. Trắng nõn luôn ha. Giờ này để em bầm mới. Em có phụ gì không nè? Không. Bây giờ cái này anh bầm mới hành tím với tỏi với ớt á. Cái này mình ướp với mình cháy á. Ý, rồi. Chuyển mưa luôn rồi. Cái ớt này bầm nhuyễn nhuyễn lát cho mình ướp vô. Mình bầm nhuyễn ướp nó đều hơn. Bên đây tỏi với hành tím á, mình cũng có bầm sạch. Xong rồi. Giờ để mình ướp luôn. Đây, em cho cái này vô đây. Cho lên nĩa phải không? Cho lên nĩa đi. Rồi, cái này mình ướp tỏi với ớt với hành tím nha. Mình chừa một miếng đó, cái mình cháy nữa. Ướp này cho nó thơm trước. Tập trung chuyên môn với ta. Rồi, thiếu rồi. Rồi, chút đi chút xíu lấy. Cái nước tương đây mình cho đường nha. Đường này mình cho hơi nhiều tí. Rồi, em nhớ rồi, thiếu cái gì rồi? Thiếu gì? Xì dầu. Xì dầu. Này đúng mình, không? Này mình cho muối nha. Này mình cho tí bột ngọt. Ở đây thì mình ướp với cái bịch ngũ vị hương nha. Cho hết bịch luôn. Rồi, thơm rồi đó. Mình cho thêm tí bột nghệ vô nữa. Tí rồi nha. Cho bột nghệ vô để nó có màu á. Rồi. Đây mình cho thêm nước tương vô nữa nha. Nhớ là xì dầu mà ta. Nước tương. Nước tương. Cái này mình ướp á, mình để chút xíu cho nó thấm rồi cái mình lên mình khìa. Cái thao này nó biết chạy hết à. Nó dừng có chân á. Trộn lên cái nó chạy vô trong không à. Bây giờ để anh em mình qua, anh em mình bắt cái bếp rồi lên lên kìa. À, hương thơm cùng với làn gió nó đưa cái rất ngay. Anh đi về luôn.
Thì mình cũng có ốp để nãy giờ cũng lâu rồi nè. Bây giờ mình cho vô nha. Cháy cháy. Xong lại vô. Cái ruột này á, mình để vậy nè, chút qua một tí nó hơi săn lại á, cái mình cho cái nước Pepsi vô nha. Bữa nay mình chè với Pepsi. Này để nguyên cái này, nó khỏi cắt ra. Cầm gì ăn cho đã. Dài lắm á. Không được được. Trời 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 trời. Cái này mình cho Pepsi vô nha. Mình xào hồi nãy giờ cho nó săn, nó thấm vô cái ruột. Giờ để lửa review cho nó rút xuống. Nước như này được. Rồi bây giờ mình gấp này ra nha, này nó chín rồi nè. Sao nó dài dữ vậy, cho lên cái nia luôn. Lên màu thấy không? Đó, màu quay, quay vô đây là lên màu đẹp ha. Cái này mình để lửa liu riu á cho nó thấm. Đó, nè. Rồi đi lên thưởng thức nha. Rồi, ở đây thì mình cũng có cho lên cái nia nè. Cái này ruột già mình khìa với Pepsi nha. Sáng mình khìa với Coca mà kiếm Coca không có, mình làm với Pepsi. Ở đây thì mình cũng có cho mấy cái lá cà ri lên á, cho nó thơm. Với ở đây thì mình ăn có cái rau nhái nè. Với lá xoài non, lá cóc. Với đây có lá cách nha, lá cách với mấy cái cóc non. Với đây có đậu rồng, dưa leo. Mình đây mình chấm với nước tương, tỏi ớt. Rồi giờ thưởng thức nha. Bữa nay là mình ăn mình cuốn với rau sống. Đó nè cả nhà. Làm nguyên cục này luôn ha. Làm luôn. Rồi xin mời cả nhà nha. Chấm vô đây nè. Rồi chấm vô đây. Để anh cho dĩa vô. Xa quá. Rồi, xin mời cả nhà nha. Mình ăn vậy mình kèm thêm miếng lau sống nha. Mấy cái lá nâu ăn cóc rồi, xoài. Kèm vô. Hết sảy luôn. Kéo nước miếng lên camera. Anh nói em mới phải kéo lên nè. Mình ăn nhớ mình lát mình chờ cho thằng camera nữa nha cả nhà. Chờ cho khúc này nè. Để đây nha. Có cần làm dấu không? Thôi đi. Thì hôm nay mình cũng có đi lên phố mình kiếm mua lại cái máy quay á. Nhưng mà mình đi lên là không có cái loại máy mình kiếm. Hôm nay mình đi hai lần. Quay cái máy này nó lâu lâu nó anh, đứng. Anh ngắt miếng lá cách với lá xài rồi anh cắt anh khúc anh cón cuộn tròn vô cắn đã lắm. Đây để làm nè, lại đây quay gần đây nè. Đó. Vừa thôi, gần như vừa thôi.
nó bị nhờ mờ á. Dạ. Còn thiếu cái gì nữa không? Đây lau nhái, nãy vừa nãy chưa kèm lau nhái phải không? Ừ. Cho miếng lau nhái vô nè. Mình lấy cái đồ đũa. Nè, vừa hết. Nhức nách luôn. Cắn chắc cái cốc vô nữa. Chưa đem mấy trái ớt lên rồi. Thôi vậy lát cho anh xin mấy trái ớt nữa đi. Mình kìa vậy á, cái nó thơm, cái mùi nước của Betty á với cái vị nó giống giống như mình khè cái nước dừa á, ngon. Làm nguyên khúc này mà với con thì mấy cái lá mà cà ri nè thơm lắm. Mình khè xong á, mình ngắt mấy cái giò giò cái lá cà ri mình cho vô mình xào lên cái mình vớt ra. Bữa nay ăn này còn về khỏe luôn á. Mình ăn á, mình kèm thêm mấy cái lá vậy nè, nó đỡ ngán chứ nó bớt cay nữa. Mấy đậu rồng nó non nó giòn ghê luôn. Đã không? Đã. Mình khề vậy ha, cái mình là cắn cái vậy á, mình cắn khúc khúc mình cuốn với cái rau sống ăn nó ngon. Nó thơm đủ vậy. Cái thơm của lá cách nữa, lá xoài với lá cốc nữa, con nhái nữa. Mấy cái cây rau nhái này bông ngon, đọt này mình ngắt cái đọt mà ngắt này cho mấy cái đọt non á, nhưng mà cái bông nó đẹp lắm. Ừ, nó béo. Ăn ngay cái khúc bự nè, ở trong nó có mỡ nữa, nó béo mà có mỡ gì mới ngon à. Ừ, đúng rồi, ngon là nhờ cái đó nữa. Ừ. Cái nước này chấm bánh mì ngon.
mình cuốn vậy á, cái mình ăn nó ít có ngán lắm. Trời ơi, thứ nào vậy cho nổi. Nói gì đi, từ nhỏ cỏ, nhỏ bông cỏ thì quá trời quá đó. Nay về là hết cảm luôn. Bữa nay không có xoài non, bao cóc à. Sáng nay chạy đi kiếm mà không thấy. Chứ mà ăn mấy cái rau sống á, mình hơi thích nhất mấy cái rau nè. Kèm ăn bánh xèo hay gì cũng ngon. Bánh xèo cuốn gỏi cuốn hả? Mấy cái cách ngon rồi. Lá bự nữa không? Gãy rồi. Còn hiếu lá mít ha. Lá mít non nữa là đúng. Không, đúng lá mít ha không? Lá mít mình để mình xúc với cái gì kho sả ớt rồi á, mình để mình xúc. Mấy gì đi nhỏ bông cỏ, bông lúa nhìn quá trời luôn. Làm thử miếng này để anh cuốn vô lá rồi. Nãy mình cũng có chừa cho camera rồi nha. Cuốn cái lá xoài cho con. Ở miếng vậy sao? Quét miếng nữa anh. À. Quét này ha. Nhét này vô nữa. Thấy chưa, em đang suy nghĩ rồi là biết lắm à. Cuốn lại một cuốn. Gió họ ở hiu hiu mát nha. Cái cục này nhai hơi lâu. Làm cộng lá ghém nữa. Cái này không? Ừ. Phải là cốc. Rồi cốc nhiều. Chua chua.
Nghe bụng em kêu ọt ọt không? Từ từ đi, chút đi, chút đi. Cái mùa này mà khi kiếm được mấy cái lá xài này là cũng hay lắm á. Ít có. Nó qua cái đoạn rồi. Hôm nay có mấy cô nữa nhậu dịp vui á. Cục này nó ra nó ngay đâu. Gấp mấy cái đá cà ri cho vô gió thơm. Mà mình có khe vậy nè, mình kiếm được cái mớ rau này ha. Cái mình cắt nhỏ lại tí xíu nữa, này mình cắt hơi bự. Cái mình chấm, mình ăn. Nó không có ngán gì lại ngon nữa. Đợi cái trái ở phía sau anh từng ngày luôn, mình không thấy nó chín nữa. Nhìn nó cười quá tại. Thôi tới đây mình cũng xin kết thúc video đây nha. Rồi hẹn gặp cả nhà video tiếp theo. Tạm biệt cả nhà nha. Nhớ đăng ký ủng hộ kênh VTNam nha cả nhà.